Ok, đầu tiên chúng ta sẽ vào trang kyber.ai. Đó. Khi vào đây thì chúng ta sẽ chọn phần đăng nhập nhé. Đó. Chúng ta đăng nhập, chúng ta có thể chọn sign up này, sign up tạo một tài khoản mới hoặc đăng nhập với Google nhé. Ở đây chúng ta đăng nhập với sign up nhé, sign up. Đó. Thì chúng ta có cái email ở đây. Đấy. Chúng ta có email ở đây, mật khẩu. Rồi, chúng ta nhấn register này. Đó. Thì nó sẽ gửi một cái email về cho chúng ta. Đấy. Như vậy là đây chúng ta đã có cái tài khoản mới này. Chúng ta chưa có gì cả. Và để mà có được cái tiền ấy thì chúng ta phải nạp tiền vào. Ở đây là trả theo năm này. Nếu mà trả theo tháng thì chúng ta sẽ có 15 đô một tháng hoặc 5 đô một tháng. Với 5 đô thì chúng ta sẽ có là 300 credit và 7 ngày dùng thử. Và trong 7 ngày dùng thử đó thì khoảng cho mình là 30 credit. Và mỗi một credit thì tương đương với 1 giây. Rồi. Và để mà chúng ta sử dụng được cái phần mềm này thì chúng ta cần phải mua. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn anh chị em mua và sử dụng miễn phí trong vòng 7 ngày. Chúng ta nhấn Select Plan này. Đấy. Rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ điền cái thẻ này. Điền thông tin thẻ này. Đấy. Các cái thông tin thẻ, tên trên thẻ quốc gia. Đấy. Rồi nhấn vào bắt đầu dùng thử. Thì khi nãy thì chúng ta chưa mất tiền nhá. Chúng ta mới chỉ là mất 0 đô thôi. Nhưng 7 ngày sau thì bắt đầu mới thu tiền của chúng ta. Và như vậy là chúng ta có 30 credit dùng thử. Và chúng ta cứ vào dùng thử test đi. Ok ạ. Sau 7 ngày, trước 7 ngày nếu mà chúng ta không thích thì chúng ta sẽ vào, chúng ta hủy cái gói này đi nhá. Ok. Nhấn bắt đầu dùng thử. Rồi, sau khi mà chúng ta đã thanh toán thì chúng ta sẽ có một số lượng credit bên này. Đấy. Và khi đó thì chúng ta nhấn vào gì ạ? Create video. Bước 1 nhấn vào create video. Bước 2 chúng ta chọn begin with an image, sau đó chúng ta chọn một tấm ảnh của chúng ta. Đấy. Đấy, chọn một tấm ảnh. Sau đó là chúng ta nhấn continue to prompt. Ở đây chúng ta có thể chọn cái prompt của mình. I want to create a video of a subject, select a subject, tức là một cái chủ đề. Ở đây là chủ đề là chân dung của một cái nhân vật chính. Sau đó chúng ta chọn cái style, tức là chọn cái phong cách. Đây có rất nhiều phong cách mà chúng ta có thể lựa chọn. Cinematic này, rồi oil painting này. Đấy, rồi concept art này, hoặc là phim đen trắng này, tương lai này. Đấy, mình chọn là 3D render, sau đó nhấn continue to setting. Duration đó là cái thời lượng video mà xuất ra tối đa là 240 giây, nó khoảng độ là 4 phút. Đó, tuy nhiên thì chúng ta mỗi video chúng ta nên đẹp từ 10 giây đến 30 giây thôi. Sau đó chúng ta có thể lựa chọn cái camera là zoom in, zoom out hoặc là chuyển sang trái, chuyển sang phải. Đấy, cái góc camera nó sẽ thay đổi. Thì đấy là cái cách để mà chúng ta tạo ra cái những cái phim nó rất là hay. Đây thì chúng ta sẽ chọn right, đúng không ạ? Nếu mà những cái khác thì nó sẽ có cái camera nó thay đổi. Ở đây đó là cái sự tiến hóa. Evon, tức là nếu mà mình để số càng thấp thì nó càng gần với cái ảnh của mình, để càng cao thì nó càng sáng tạo, nó càng biến đổi nhiều thứ hơn. Đấy, chỗ này là boomerang, tức là hình ảnh nó sẽ đi sau đó lại quay trở lại giống của mình. Đấy, chúng ta nhấn enable thì nó sẽ về ban đầu. Ở đây là 10 giây cho nên chúng ta sẽ tốn 10 credit, xong chúng ta nhấn generate và chúng ta đợi một chút thì cái video của chúng ta sẽ hoàn thành. Đâu đó khoảng vài phút thôi. 5-10 phút gì đó. Bây giờ chúng ta hoàn thành cái video của mình. Đấy. Anh chị em thấy không ạ? Tức là một cái nhân vật chính và nó biến đổi từ cái hình ảnh của mình, cái chân dung, và Huy để cái 6 cho nên là nó cũng rất là nhẹ thôi. Đấy, sau đó chúng ta download về hoặc chúng ta có thể upscale lên. 080 thì chúng ta sẽ mất 1 credit với 10 giây, 4K thì 1 credit được 5 giây. Chúng ta upscale lên. Sau khi upscale lên thì chúng ta có thể download về với cái 1080. Ok, như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành.